tháng 11 năm 1967, chiến dịch Đắc Tô diễn ra với những trận đánh vô cùng ác liệt giữa bộ đội ta với quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Có một người lính Mỹ tham gia những trận chiến ấy trên mảnh đất Kon Tum của Việt Nam. Lúc đó chúng tôi đang ở trên đỉnh đồi 724, chỉ cách Đắc Tô vài dặm. Nhiệm vụ của chúng tôi là thay thế một đơn vị khác ở đó. Chúng tôi đã ở đó khoảng 4 đến 5 đêm. Ông là cựu binh Mỹ Peter Matthew, năm nay đã 77 tuổi, sinh sống ở thành phố Bergenfield, bang New Jersey. Trong những đồ vật ông mang về quê nhà có một cuốn sổ nhỏ của một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Khi giao tranh ở khu vực đó ngừng, chúng tôi đi xuống dưới chân đồi và đếm quân số đã thiệt mạng. Tôi nhìn thấy có 4 đến 5 ba lô rải rác và không ba lô nào gắn với ai cả. Xung quanh có một số người đã chết. Với những ba lô như vậy, chúng tôi thường tìm kiếm các tài liệu và thông tin quân sự. Tôi đã mở một ba lô ra và tìm thấy một cuốn sổ nhỏ và tôi cho rằng những thông tin bên trong không liên quan gì tới quân sự cả. Cuốn sổ đó có những hình vẽ rất đẹp, nét chữ viết tay cũng rất đẹp. Lúc đó tôi cho rằng mình có giao nộp cuốn sổ này thì cũng không có giá trị gì về mặt quân sự. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà quyết định giữ lại cuốn sổ vì tôi trân trọng nét đẹp trong đó. Sau 56 năm lưu giữ và sau nhiều suy nghĩ, Matthew đã quyết định thông báo để tìm kiếm chủ nhân của cuốn sổ với hy vọng sẽ trao trả lại kỷ vật này cho chính chủ nhân hoặc thân nhân của người chiến sĩ Việt Nam. Phóng viên Ban Thời sự và phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đã quyết định cùng tìm hiểu câu chuyện này. Thật mừng là ông Matthew đã đồng ý tiếp phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ trong một buổi sáng cuối tháng 2 năm 2023 này tại nhà riêng. Cuộc trò chuyện này sẽ được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 trong chương trình Thời sự 12 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2023 và chương trình Theo Dòng Thời sự phát sóng lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 2023. Mời các bạn nghe kênh thời sự của chúng tôi trên sóng FM với các tần số 100MHz, 94MHz, 95MHz, trên sóng AM với các tần số chính 675kHz khu vực miền Bắc, 630kHz khu vực miền Trung và 711kHz khu vực miền Nam.